thế hệ trước đây, cái thế hệ cách đây khoảng của trẻ em ấy, cái thế hệ con cái chúng ta ấy, thì sao gọi là chỉ có vượt khó và vượt khó. Nhưng bây giờ vượt khó không khó bằng vượt cám dỗ. Cuộc sống này đầy rẫy những cám dỗ, đặc biệt là những người có điều kiện mà tương đối thành công thì bây giờ rất nhiều cám dỗ. Trẻ em bây giờ cũng nhiều cám dỗ hơn. Hai là vượt qua cám dỗ. Vượt qua cám dỗ, ai cũng muốn ăn thoải mái, ai cũng muốn ngủ hả hê, ai cũng muốn làm việc ít. Sinh ra con người mà, đúng không? Thì cám dỗ là một thứ cực kỳ khó vượt. Đấy, người ta muốn giảm cân nhưng mà nhìn thấy món ăn, nuốt nước bọt ở ngực thì làm sao mà có thể chống lại được cám dỗ. Thế thì con người sinh ra có ngũ quan là năm cái giác quan của mình. Đầu tiên là mắt. Mắt thì bao giờ cũng muốn nhìn cái đẹp, chứ không mắt thì muốn nhìn bông hoa đẹp, chứ chẳng ai ra đường muốn nhìn thấy cái bãi mửa cả. Đấy. Thế thì mũi thì muốn ngửi thấy cái mùi thơm, chẳng ai muốn ngửi thấy cái mùi thối ở cống cả, đúng không? Tay thì muốn sờ vào những cái đẹp đẽ, người muốn nằm vào cái đẹp êm, chẳng ai muốn nằm vào cái chỗ mà nó sần sùi như quả chôm chôm. Thế thì người thế thôi, người cũng tai thì cũng muốn nghe những lời ngọt ngào, chẳng ai muốn nghe những lời chê trách chửi bới cả. Thế thì cám dỗ là gì ạ? Cám dỗ là những thứ làm cho mình cảm thấy rất là thoải mái, rất là dễ chịu. Nhưng mà cám dỗ chính là thủ phạm của việc chúng ta ngủ quên ở vùng thoải mái. Đấy.